được chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Thì tiếp tục vẫn lại là em Hương. Thì hôm nay em Hương sẽ gửi đến cho cô chú anh chị mình một dãy nhà 3 căn mà bên đơn vị Hương đã bán hết 1 căn rồi, chỉ còn có 2 căn để gửi đến cho cô chú và anh chị thôi. Và Hương sẽ chọn ra một cái căn chính giữa để review cho cô chú anh chị. Và nhà mình được cho mình là một cái hướng đông nam, một cái hướng sáng thì sẽ cho mình một cái nắng dịu nhẹ và chiều rất là mát mẻ luôn. Và hiện tại là Hương đang đứng là sát cái trục đường của quốc lộ 50. Và từ đầu đường quốc lộ 50, cô chú anh chị di chuyển vào bên trong ngôi nhà mình thì đâu đó nó tầm khoảng là 2 phút. Mình đi xe máy thôi, rất là gần. Và kế bên cái trường tiểu học, cái trường cơ sở trung học gì đó, cấp 1, cấp 2 vậy cô chú anh chị, của Nguyễn Thị Bảy ha. Từ ngoài đó trường học Nguyễn Thị Bảy mà cô chú anh chị di chuyển vào đây thì đâu đó là tầm khoảng 500m, rất là gần. Ở đây thì dư cư thì trong cái khu này á thì mới hoàn thiện được có là 3 căn thôi, nhưng mà vòng vòng thì nhà cũng rất là đông rồi cô chú anh chị nha. Và đường trước nhà của mình thì nó cho mình là 4m, xe hơi của mình, xe tải có thể di chuyển vào bên trong ngôi nhà luôn cô chú anh chị. Và nhà mình thì em Hương sẽ báo một cái giá tổng công khai trên video luôn, rõ ràng cho cô chú anh chị. Đó chỉ có là 1,5 tỷ thôi. Và công năng sử dụng là ngang 4m và dài vào thì tận là 10m. 6 phòng riêng, 1 trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh cô chú anh chị ha. Cái phòng rất là rộng rãi cho cô chú và anh chị. Và cô chú anh chị mình có thích mẫu nhà này và muốn đi xem thì hãy liên hệ cho Hương. Hương sẽ hướng dẫn và gửi vị trí chính xác hơn cho cô chú anh chị mình về bên đây. Thì bên Hương lúc nào Kim Trâm cũng làm việc, lúc nào cũng sẽ cho mình một cách an toàn nhất, đó là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo, không ảo đi mất thời gian của hai bên cô chú anh chị ha. Khi mà cô chú anh chị mình về đây đi xem nhà thực tế, người dẫn cô chú anh chị mình đi xem đó chính là em Hương, không ngoài ai khác cô chú anh chị. Và bước vào trong thì bên đơn vị Hương sẽ làm cho mình là một bộ cửa 4 cánh, sơn tĩnh điện bằng sắt và kính cường lực rất là dày dặn luôn. Và mặt diện ngoài thì mình làm cho mình là một cái màu trắng, nhìn rất là sang cô chú anh chị ha. Thiết kế một cái kiểu của châu Âu luôn cô chú anh chị. Và mặt diện trước nhà mình thì cũng đã ướp lát rồi, cái màu cũng rất là dễ thương, sạch sẽ cho quý cô chú và anh chị. Ngôi nhà mình sổ hồng riêng, điện nước cũng đã vào chính thức đầy đủ hết cho cô chú anh chị. Chỉ có việc là mình về, mình coi nhà này như thế nào, ok giá và vị trí thì mình cứ việc dọn đồ vào ở thôi, không có phải làm gì thêm nữa cô chú anh chị nha. Ở 3 căn này là một ngôi nhà mới hoàn toàn 100% cho cô chú và anh chị luôn, chưa qua sử dụng, pháp lý rõ ràng minh bạch cho mình, có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay được 50% giá trị của ngôi nhà luôn cô chú anh chị nha. Và đây là cái không gian phòng khách nè, thoáng mát sạch sẽ cho gia đình mình. Tường thì ướp cao ráo, ở trên thì trần thạch cao, hệ thống đèn lắp đặt sẵn hết cho cô chú và anh chị. Và mình tiến thẳng ra không gian nhà sau nữa, thì đây là một cái không gian bếp, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, không gian bếp rộng rãi, tha hồ cho mình lắp đặt một cái bàn ăn ở đây. Kế bên đây thì mình để một cái chiếc máy giặt, tại vì Hương thấy là có cái dây thoát nước, gian thoát nước vào sẵn hết cho cô chú và anh chị rồi. Và ở không gian này Hương thấy mình đặt một cái bộ bàn ghế ăn ở đây từ 4 đến 6 người ở không gian này của chú anh chị ha. Kế bên mình nữa sẽ cho mình một cái cửa sổ rất là thông thoáng và mát mẻ nè. Ở xung quanh đây là nước sạch 100%, cô chú anh chị về để ở mình cũng rất là yên tâm luôn. Và đối diện kế tiếp nữa thì sẽ là một cái không gian nhà vệ sinh. Thì bên đơn vị Hương sẽ để cho mình là ở giữa, mình dưới chân cầu thang á, để mình không có chiếm không gian, mình đặt ở nhà vệ sinh ở không gian này rất là rộng luôn cho không gian phòng khách và không gian phòng bếp mình cô chú anh chị nha. Ở đây thì mình làm một cái khung, một cái dàn đá nổi nhìn cũng rất là dễ thương. Và Hương thấy cái giá này với một cái diện tích này là vừa tầm cho cô chú anh chị mình luôn. Và cái giá này sẽ còn là bớt lọc nhẹ cho cô chú và anh chị nữa. Thì bên Hương là làm việc thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm, có sao thì em Hương sẽ nói vậy, thà mít lòng trước mà thận lòng sau cô chú anh chị ha. Thì mình cứ có sao thì mình cứ nói vậy đi. Được thì cô chú anh chị mình cứ xuống đây xem thực tế thì nó sẽ rõ ràng và minh bạch hơn nữa. Và tuyệt đối là bên Hương không bao giờ sell ảo cô chú anh chị nha. Đừng bao giờ mà thấy Hương báo cái giá này mà cô chú anh chị nó cái giá sổ hồng riêng, cái diện tích như vậy làm gì mà có 1,5 tỷ. Thật sự là có cô chú anh chị ha. Trên khoảng 1,1 tỷ thôi là Hương đã có nhà sổ hồng riêng, có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay rồi của chú anh chị. Ở sổ hồng riêng Hương mà báo rõ ràng trên video, cái nhà đó giá nhiêu là thật sự ở ngoài nó vẫn y vậy của chú anh chị nha. Và có ngôi nhà mà Hương hay chào cho cô chú anh chị mà dưới 1 tỷ Hương cũng nói trực tiếp luôn và rõ ràng luôn, đó đều là nhà đồng sở hữu hoặc là mua bán phi bằng
chứ không bao giờ mà có sổ hồng riêng biệt cho mình từng căn cô chú anh chị mình ha. Nên cô chú anh chị mình đang xem trên chiếc cái video, trên chiếc cái màn hình ống kính và cái ngôi nhà này thì Hương nói có gì đó sơ sót thì mong là cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua cho Hương nha. Đó, giờ thì em Hương cũng mời cô chú anh chị di chuyển lên cái tầng trên, thì ở trên sẽ cho mình là hai lầu lận và mỗi lầu thì sẽ có hai phòng cho cô chú và anh chị. Giờ thì em Hương xin mời cô chú anh chị. Và trên đây thì sẽ cho mình là hai phòng của chú anh chị ha. Mỗi cửa phòng của mình sẽ là cửa nhôm Simfa hết cô chú anh chị. Ở mỗi phòng nào cũng sẽ cho gia đình mình một cái cửa sổ rất là thoáng mát luôn. Cô chú anh chị mình đã xem đến đây rồi, và đặc biệt là nhớ cho Hương một lượt đăng ký kênh nha, để mình có thể phát triển kênh của mình được tốt và trọn vẹn hơn luôn. Và muốn biết rõ ràng thông tin về ngôi nhà này thì cô chú anh chị có thể là mình kết bạn Zalo hoặc điện thoại trực tiếp. Hương sẽ gửi sổ sách thông tin đầy đủ hết cho cô chú anh chị trước khi mình dự định về đây xem mẫu nhà này. Và bên Hương có rất là nhiều mẫu nhà đã giá cả đa dạng và hợp lý cho cô chú anh chị. Từ khoảng 320-330 là Hương đã cho mình một cái ngôi nhà, một cái mái ấm hạnh phúc rồi cô chú anh chị ha. Chỉ cần rắc máy lên và liên hệ để mình trao đổi thông tin cụ thể và nhu cầu như thế nào, Hương sẽ chào cho cô chú anh chị mình y như vậy cô chú anh chị. Và đây đối tiếp nữa thì nhà vệ sinh thì bên đơn vị Hương sẽ làm ở giữa cho hai phòng mình sinh hoạt rất là tiện. Thì qua bên đây sẽ là một cái phòng lớn, sẽ có một cái view ban công rộng rãi, mình có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ thì theo nhu cầu của mỗi thành viên. Nhà mình mà có đông thành viên tầm khoảng 4-6-8 người, Hương thấy cái vị trí ngôi nhà này rất là thuận tiện cho mình về ở và sinh sống đông thành viên cô chú anh chị ha. Trước mặt mình thì hiện tại thì nó còn hơi vắng một tí đó, nhưng mà chắc cũng vài tháng thì bên đơn vị của Hương cũng sẽ xây nhà lên thôi. Nó thì cũng đang xin giấy tờ rồi chuẩn bị cũng xây dựng thêm mất cô chú anh chị. Trước mắt là sẽ bán cho mình 3 căn nhưng mà đã bán hết tầm 1 căn rồi, chỉ còn có 2 căn và có 2 sự lựa chọn cho cô chú anh chị thôi. Nhanh tay nhanh chân và liên hệ cho Hương để mình về coi cô chú anh chị có phải là người hữu duyên để mình về sở hữu mẫu nhà này không. Đó, và giá thì lúc nào Hương cũng báo rõ ràng rồi, giá tổng luôn chỉ có 1,5 tỷ thôi, bảo đảm không phát sinh thêm. Thủ tục chi phí hồ sơ thì bên đơn vị Hương sẽ lo từ A đến Z cho cô chú và anh chị, chỉ cần thanh toán đủ cái số tiền này thôi chú anh chị ha, sẽ không phát sinh thêm một đồng luôn. Sổ hồng đã có sẵn, mình có thể đi công chứng trong ngày. Và đây là cái đường mà mình bước lên cái tầng 2, thì trên đó cũng sẽ cho mình hai phòng của chú anh chị. Di chuyển cùng em Hương Ú nha. Bên trên nhà xịn mình tránh của Hương thì lúc nào cũng đặt cái uy tín và cái chất lượng lên hàng đầu để phục vụ đến cho cô chú anh chị. Khi làm việc với kênh nhà xịn mình tránh thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm về chất lượng nhà. Nếu như mà ngôi nhà mới hoàn toàn bên đơn vị Hương xây dựng thì sẽ bảo hành nhà cho mình là 2 năm đến 3 năm cô chú anh chị ha. Tùy theo căn, tùy theo chủ đầu tư đó, nhưng mà sẽ bảo hành cho mình đó. Giống như là có gì thắc mắc hay là có bị trục trặc về vấn đề bên xây dựng thì bên Hương sẽ bảo hành miễn phí cho cô chú và anh chị mình luôn. Còn mà nhà ký gửi thì bên đơn vị Hương là chỉ bán hiện trạng thôi. Nhà ký gửi giống như là mình đã mua rồi, mình về mình ở xong rồi mình bán lại, hoặc là người ta mua đầu tư rồi người ta về sửa sang mấy cái nhà tân trang lại người ta bán, thì cái đó thì Hương sẽ không bảo hành. Nhưng mà Hương sẽ chăm sóc cô chú và anh chị trước khi mình cọc và đến lúc mà mình đi ra công chứng và bàn giao nhà cho cô chú anh chị mình dọn đồ về ở là Hương sẽ hết nhiệm vụ của chú anh chị ha. Còn những căn nhà mới mà bên đơn vị Hương chính thức xây dựng và bàn giao cho cô chú anh chị là bên đơn vị Hương và cả Hương cũng sẽ bảo hành cho cô chú anh chị từ khoảng 2 năm đến 3 năm của chú anh chị nha, cho mình một cách an toàn nhất khi mà về sở hữu mẫu nhà ở dưới đây luôn. Hỗ trợ cho mình từ A đến Z của chú anh chị. Thì đây là sẽ là cái lan can rộng ở trên tầng 2 của mình. Ở đây thì cô chú anh chị có thể chắc mình thấy rõ hơn cái vật cảnh xung quanh. Dân cư thì cũng đông chứ không có vắng đâu cô chú anh chị ha. Chỉ trước mặt mình thì còn một cái lô đất đó thôi. Thì vài tháng thì bên đơn vị Hương cũng mạt cỏ rồi hết rồi, mình cũng sẽ xây dựng lên thôi. Rồi cái vị trí nhà này thì Hương thích nhất của nó là nó gần cái đường nhựa lớn của mình. Thì từ đây mình ra cái đường nhựa lớn á, thì đâu đó nó tầm có khoảng 100 mét thôi.
và nó cách cho mình cái đường quốc lộ 50 của mình thì đâu đó tầm khoảng 2 phút mình đi xe máy, và cách cái trường Nguyễn thì 7 và trung tâm thị trấn của mình là 500m cô chú anh chị nha, rất là gần, tiện ích thì đầy đủ hết cho cô chú anh chị, trong vòng bán kính chỉ có 500m thôi, đầy đủ hết tiện nghi rồi. Dân cư ở đây thì cũng rất là dễ thương và hòa đồng. Thì ở đây cũng chỉ còn có là 2 căn, có 2 sự lựa chọn cho cô chú anh chị, và giá rẻ cho mình một trệt tới tận 2 lầu và 4 phòng ngủ cho mình một đông thành viên. Mình về đây sinh sống một cái môi trường và một cái ngôi nhà này Hương thấy cũng rất là tiện nữa. Và giá thì Hương cũng sẽ báo trực tiếp rõ ràng nhất công khai, đó là chỉ có 1,5 tỷ thôi, bảo đảm không phát sinh thêm sổ hồng riêng. Nếu như mà mình tài chính chỉ có vài trăm thì mình vẫn có thể sở hữu được ngôi nhà này, sẽ có ngân hàng hỗ trợ cho cô chú anh chị vay được 50 giá trị của ngôi nhà này luôn nha. Và xem đến đây rồi cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh cho em Hương và nhớ like và share, đã động lực để cho Hương phát triển kênh của mình được tốt hơn. Và trong lúc quá trình làm việc thì Hương quay có gì đó sơ sót thì cũng mong là cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua cho Hương nha, và cho em Hương một bình luận, một comment ý kiến ở phía bên dưới, Hương sẽ chỉnh chu và cải thiện kênh của mình được tốt hơn để phục vụ đến cho cô chú anh chị mình được chu đáo hơn. Giờ thì em Hương Ú cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.